Ok, what's up everybody? How are you doing? Hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đến một cái tựa game khá là đáng sợ mang tên Little Nightmare. Ok, mình sẽ không làm intro nữa nhé, bởi vì game này thực ra nó cũng không có nhiều cái gọi là highlight đâu, chủ yếu là những cái cảnh để dọa người xem thôi. Chưa vào đây sợ được. Game khá là u ám đấy, nhưng mà rất may là mình mặc bộ đồ màu vàng, khá dễ nhìn. Hình như là chúng ta đã bật lửa đấy, đúng không ạ? Soi xem quanh đây có gì nào. Thật ra không chả đáng sợ lắm đâu, nhưng mình cứ giả vờ vậy thôi. Chưa đến đoạn đáng sợ chẳng. Ok, chúng ta chui qua cái cống này nhá. Mình sẽ đi rất nhanh đoạn này thôi. Khi nào sợ thì mình sẽ dừng lại để dọa các bạn nhá. Ok, ok không? Quá ok rồi. Rồi. Game này cũng cũ rồi nhưng mà đồ họa khá là đẹp, vẫn còn khá là đẹp đấy. Rất giống với những cái tựa game mình đã từng chơi như là Inside này hoặc là Limbo. Các bạn có thể chơi cả những tựa game này trên điện thoại nhé. Có hết mà. Mà hình như game này chỉ độc quyền trên những cái máy chơi game hoặc là và cả PC thôi. Kéo được anh em ạ. Phải tìm đường đi khác, đi đi khác hơn. Có gì nào? Wow wow wow. Tưởng cái bảng nãy sao? Rồi đi đi. Khiếp không? Mình đang chơi game buổi sáng nhá, nhưng mình thấy rét rét tí. Game này mình không chơi buổi tối đâu. Khiếp lắm. Rồi. Vâng, game rất là hợp lý. Chúng ta có thể hứng bật lửa bằng nước. Và nửa không tắt các bạn ạ. Đỉnh quá. Rồi, chỉ ăn đây thôi. Chưa có gì đáng sợ cả. Mình phải nói thật như vậy. What the heck? Có gì thấy sai sai. Nếu mà không phải treo cổ thì ghế lại phải đây nhỉ. Mình kéo vào cho nó hiện trường vụ án nó hợp lý. Không bám được các bạn. À, quên. Chúng ta phải kéo ghế đây chứ nhỉ. Để nhảy lên cửa. Vậy là nếu mà ở Việt Nam hoặc là ở nước ngoài thì có thể khả năng cô gái này sẽ bị bắt được nhá. Bởi vì đã làm hỏng vụ hiện trường vụ án các bạn. Ok. Wow. Don't scare me, ok. I'm just a case. Oh my god. Mở tủ lạnh nữa nào. Wow. Ui cái gì chạy kìa. Khiếp quá. Không phải chơi qua đây các bạn. Trong những cái tủ lạnh kỳ lạ nhất mình từng thấy. Có quá nhiều ngăn. Chạy lên đây. Đó là cái logic của game. Đợi anh đi, mình có đen lắm. What the heck gì kia. Hình như bị chạm vào mấy con run đấy là mình chết thì phải. Ui. Leave me alone. So scary. Okay, open the door. Let's go baby. Quá. Ui. Lock me inside. Don't do that, man. Wow. Wow, wow, wow. Oh, what is that thing? Wow. Ui. Chạy thôi các bạn ơi. Run. What? Biết ngay mà. I know it. Ok, let's try again. Let's fire up and run. Run very fast. Oof. This thing is so
Disgusting. Oof. So lucky. Okay, we come up. Ui. Gì vậy ta? Okay, just be careful. Careful. Okay, go. I don't want to fall down. Okay, let's go, let's go. Wow. We have a better look to look that cave. Jump. So scared. Wow. Okay. What are we doing? We have to do this. Oh yeah. Ooh, can do it. Try again. Cannot do it. I cannot make it. Okay. Oh, come, no. Okay. Run. Go. Game is too hard. I have to go faster. Okay. Can I do it? Oof, yeah. Okay, I can make it. Okay. So I think I have to open up this thing. Right? Oof. Okay. Just follow that thing. Wow. Oh no, I don't like this sound. What is it? Look like preset hair. Woo. Wow. The music make me so scary. Ooh. Electric điện các bạn ạ. Mình nên đoạn này mình hết vốn tiếng Anh rồi, mình bắt đầu nói tiếng Việt nhá. Rồi ok. Rồi đóng cửa vào. Close that door. Okay, I can look around by using Yeah. Jump. Woo. Run fast. Oh my god. I think it cannot make it. Do it again. And run. Go. Okay. Right on time. Ooh. Can I hold that thing? Yeah. For what? I don't know. So, leave it. Ooh. Whoa. Okay. Don't let that eyes look at me. That's the game one of Nabi. Run! Oh, không được. Why? So stupid.
hard. Oh my god. This game is too hard. But I think you don't have, you don't want to meet this. Run, run, run. Okay, okay. Be careful. Just be careful and we can pass this way. Woo! Không được rồi. Chậm quá. Too slow, baby. Okay. Run! Woo. Oh, ok ok. Mình nhìn thấy đường đi rồi. Đây, đây, đây nè. Cam up. Ok. So I think we can go that way. There a light here. So don't go that way. Ok ok. Khung cảnh này nhìn đáng sợ vãi cả đái. Hiệu quả các bạn ơi. Mình không thể được bình tĩnh nổi mà mình nói tiếng Tây tiếng Tàu nữa rồi. Sao nhìn nó khiếp thế nhỉ? À cái gì đây? Rồi. Chết. Ok. Where do we go now? I don't know. Chẳng lẽ đi hướng này à? Am I wrong? Wrong? À đúng rồi. Phải trường. Cái đèn kia nhìn mới chết các bạn ạ. Chứ không phải là cái ánh sáng mới chết đâu. Wow. Ui. Ui. Sợ vãi trường. Ui trời. Ui. Mình không biết có phải đúng là chúng ta phải nấp ở đây không cơ. Ôi. Go 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 go. Mình sợ vãi. Chạy thôi, chạy thôi. Mai đai con gà mái ạ. Sao lại có cái game nó khó như thế này vậy? Ồ, ồ, chạy đây là, đúng không? Nhìn vào tường. Bản tính rát chết của mình thì mình khá là khó để chơi những cái tựa game kinh dị như này. Nhưng mà vì sở thích thôi. Mình có đăng một bài tập cộng đồng thì các bạn đã like đến tận 99.000 lần mà nào, yêu cầu mình chơi game kinh dị mà nên mình phải chơi thôi. Wow. À, đây không cần bật điện. Đói, đói, à nó đói, nó đói, nó đói. Rồi mình nhớ ra, nó đói. Mình nghe thấy tiếng thở. Something, somebody breathing. Okay, don't die baby. You have to go. Wow. There's a woman there. Talk to her baby. Can I talk to you? Hey, hey. Give me something. Nó cho mình cái quái đây. Ok ok. Whatever. Ok. Đỡ đói rồi. Sao lại có người tốt như thế nhỉ? Mình tưởng trong game này chỉ toàn có những cái con quái vật chứ. Thật kỳ lạ. Ok. Đi tiếp nào. Nhầm nút. Ăn xong cái đi luôn ạ. Cái gì mà chỉ sao lại có cái thòng lòng ở kia để treo cổ à? Chả lẽ bây giờ game bắt mình treo cổ và hết game. Thế thì cũng được. Nào, nhảy thôi. Không đến, thôi đi.
Wow. Vâng, chúng ta đến nhà tắm. Nào, cố gắng tắt lửa bằng nước nữa nha. It don't work. Ok, fine. Vâng, lại gặp một cái dòng điện cao thế nữa rồi. Chúng ta không có đi đường này, phải đi đường này thôi. Có lẽ chắc là bây giờ sẽ phải tìm một cái hướng để anh em mình có thể ngắt cái điện dòng điện kia đi thì mới đi qua lối đấy được. Ok. Mình nói chuẩn không? Chuẩn quá chứ lại. Làm sao lên đây? À đây, đây. Giật hết cả mình. Chơi game này thực sự khá là cuốn đấy các bạn. Nào, thắp đèn nữa. Không được. Được rồi. Ok. Nhảy qua đây nào. Uff. Còn làm gì nữa? Không phải, không phải anh em ạ. Nhảy lại thôi. Too hard for a game. Giờ phải bắt đầu lại rồi các bạn ơi. Oh my god. Đi hết sức cẩn thận nhé. Mình không muốn bị ngã trong xưa kia lại bị gãy đầu những quả vừa rồi đâu. Wow. Nghe âm thanh to quá. Nào, rồi nhảy hết sức cẩn thận chỗ này nhá. Đi từ từ kéo ngã. Ngã rồi. Đã ỉa ra bã bây giờ. Ui. Chờ đây nè. À đúng rồi. Khó thật. Game quá nhưng mà khó thế. Nhảy qua đây các bạn ơi. Dạ. Ok. À. Đây rồi. Nhảy xuống. À xạ. Ồ, nhầm bên. Ra lại. Bên này chứ. Sang đây. Mày sang đây ngay cho ta. Okay, I make it. Oof. Sao mình nghe thấy cái quái ở bên trái nhỉ? Ui, đi nguội. Nhầm nút các bạn. Quá, yeah. Tiếng gì đây? Nghe đéo ổn nào đâu nhá. À, tiếng điện, không sao. Đó là mình cũng đang nhìn điện. Để ra cái cầu dao chúng lại chạy tiếp. Hả? Bị kẹt à? Vãi đàn. Khiếp vãi trưởng. Đừng dọa ta nữa mà. Xin game đấy. Ô
Ok. Rồi đẩy này xuống luôn. À. Thằng bé ở đây nào. Ủa, cái con ông nãy này. Mở cửa này, nó ăn thịt mình không? Miệng thịt sư khiếp phải chưa? Chuẩn lâu ăn chuẩn lâu ăn. Nghe âm thanh thật sự nó rất là đáng sợ. Mày lời lên đi. Đi đây. Ôi lại mấy con kia nữa kìa. Chạy. Đẩy con cụ này xuống đi nhỉ. Làm cái nữa. Cái này không đẩy được các bạn. Thôi, té. Không có cái tên con gì đến đây nữa ngoạm mình một phát thì xong tội. Này, chỗ này có điện không đây? Không có, mày. Nào, đừng có jump scare tao nhá. Ui. Con rồi các bạn ơi. Chết. Mình phải đi theo cái này. Đi. Ui, cái gì đây? Mình lượn. Wow, sáng đi rồi. Có lẽ chúng ta sẽ qua cái phần đáng sợ rồi các bạn ạ. Cái này, I have to jump. Wow. Mẹ ơi, mình không biết mình miss rồi. Phịch thủ. Ô mẹ ơi, nó lại trả mình lại chỗ này à. Cái chỗ khó nhất như thế này thì chơi cái gì. Ui. Ok. Nó bị các bạn ơi. Khiếp thật. Be careful nha. Be careful. Lừa ta đó. Rồi, đoạn này mình phải chạy nhanh các bạn nha. Trời ơi, sao mày thả lên tao một cái đoạn. Cái gì đây? Mày. Đúng là 20 phút căng thẳng nhất ngày hôm nay của mình. Ôi, trời, cuối cùng đã qua màn 1. Rồi, ok. Nó chính là phần 1 của tựa game Little Nightmare của mình nhá. Nếu các bạn muốn xem mình chơi tiếp cái game này để khám phá xem những cái bí mật, những cái switch của game này nó sẽ như thế nào, có những gì thì hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Cho mình một like, một subscribe để ủng hộ mình để mình tiếp tục ra những cái clip chơi game thể hiện kỹ năng thượng thừa của mình nhé. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thank you everyone. See you later. Bye bye.